xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với is Việt Nam à, hôm nay ES Việt Nam đã tiếp tục với series is Việt Nam Smart Tool một add-in do is Việt Nam phát triển à, và mình sẽ nói đến hàm VSTACK và HSTACK ở trong Excel Insider và 214 hàm mới à, được Excel phát triển à, được Microsoft phát triển cho Excel 365 ha phiên bản Insider ngay là một số bạn đang sử dụng phiên bản Excel Enterprise thì có khả năng là sẽ không có những cái hàm này à, Tuy nhiên nếu bạn muốn dùng thì bạn có thể sử dụng cái API này của Việt Nam rất là đơn giản. Đầu tiên là hàm VStack. VStack là cái gì? À, v là Vertical. Vertical có nghĩa là theo chiều dọc, đúng không? Stack có nghĩa là chồng lại. À, như vậy thì chúng ta sẽ chồng các cái mảng dữ liệu lại theo chiều dọc. À, rất là đơn giản. Bạn nhìn đây. Ở đây mình có cái range thứ nhất là hai tầng color inside. Hay là cái range thứ hai à, tiếp tục thì mình muốn trồng hai cái cái mảng này lại đơn giản như thôi đó à, chồng lại thành một cái mảng à, to hơn đó thì chúng ta sử dụng là VStack stack đúng không chúng ta chọn mảng thứ nhất và chúng ta chọn mảng thứ hai rất là đơn giản thì chúng ta nhìn nè cái đối số của nó cực kỳ đơn giản luôn nếu như là array thứ nhất và array thứ hai đó cái hàm nó chỉ có vậy thôi x stack à, x là gì horizontal đúng không horizontal có nghĩa là chiều ngang à, đường ngang đúng không còn stack để tiếp tục đó là gì chồng lại gắn lại như vậy thì chúng ta có hai cái mảng như thế này và chúng ta muốn gắn cho nó dài ra à có nghĩa là nãy chúng ta chồng lên rồi giờ chúng ta gắn cho nó nối tiếp nhau à, thì chúng ta có thể sử dụng hàm stack ở đây và đối số cũng rất là đơn giản ha à, array thứ nhất và array thứ hai rồi cái hàm cực kỳ đơn giản À, vậy thì có cái gì hay không chúng ta đi tiếp nhé à, stack horizontal and vertical à có nghĩa là chúng ta vừa gắn theo chiều dọc rồi vừa gắn theo chiều ngang để xem à đây là stack nè ta nhìn nha trước hết là stack À, chúng ta gắn ba cái này à, theo chiều gì theo chiều ngang đúng chưa vậy là win rồi đến 2021 win winner, 2022 win rồi đúng không rồi ở đây thì chúng ta gắn theo chiều dọc chúng ta chọn chọn ba cái này lại à, đi theo chiều dọc cũng đơn giản đi chơi như hai ví dụ trước à, bây giờ cầm bay array and range thì là cái gì thứ nhất là range thứ nhất đây là range thứ hai thì, thì, chúng ta thấy cái bản kết quả đó là nó sẽ có thêm cái tiêu đề tuy nhiên á, thì uh, trong cái bản gốc nó đưa là không có tiêu đề thì làm sao ạ? À? Đây chúng ta nhìn ha. Đầu tiên là chúng ta tưởng tượng hai cái bản này nó chồng nhau là Vstack đúng không? về đơn giản lắm là mình làm Vstack đi. Là IAS na, Vstack. Quá đơn giản. Bản thứ nhất. Bản thứ hai. Rồi. Thế bây giờ chúng ta muốn là trong cái này nó có thêm cái tiêu đề thì chúng ta có thể chủ động đưa thêm một vùng dữ liệu mới các bạn đó đây là cách chúng ta đưa vào một vùng dữ liệu này ví dụ chúng ta muốn đưa chữ ai tầm phải à, chúng ta muốn đưa chữ color phải chúng ta muốn đưa chữ size rồi chúng ta đóng mặt nhọn lại chúng ta phải ăn cái đó xem như chúng ta vừa đưa vào nó một mảng dữ liệu à, bao gồm ba cái 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 item à, bao item color and size đó y chang đúng không ạ rất là dễ dàng luôn À, thì y chang như công thức ở đây à, combine table à, có gì lạ ở trong cái combine table này à, thực ra là ở đây là gì thay vì chúng ta đưa vào đó một range thì chúng ta định dạng hai vùng dữ liệu chúng ta là table đúng không ạ ví dụ chúng ta chọn đây nè đó ta nhìn thấy nè đó cái chữ table design thấy chưa nó hiện lên table thứ nhất tiếp theo đây là table thứ hai chưa thì hai cái table này khi chúng ta chồng lại với nhau thì nó sẽ ra dữ liệu Được chưa à ok không đó vậy thì uh, cái thầy bộ liệu rằng là nó có chứa cái item tầm em hay không à nó có chứa nha các bạn yeah, uh, có chứa cái header của nó nha cái thầy bộ này nó có header thì chúng ta muốn biết uh, làm cái này như thế nào chúng ta thử như sao Như mình đưa ra thành một vùng đi rồi ở dưới này mình cũng đưa thành một cái vùng rồi à quên nữa cái thầy này này bạn cũng phải copy cái vùng này chứ rồi chúng ta cầm ba chúng ta convert cái này thành thầy nè đúng không chúng ta convert cái này thành thầy là insert thầy bồ nó hỏi có header không mình nó ok rồi thì ở đây là table số 3 Được chưa? tương tự ở đây mình tưởng tượng là ở đây rồi mình convert cái này thành table luôn ạ à. nó ra table số 4 đúng không có header này. rồi bây giờ mình chồng hai cái này lại mình ERX restart đúng không mình điền vô là table đó thì nếu mà table thì mình đánh lên đây nó lên luôn ha table ta đó bạn sẽ thấy là khi mà dùng sử dụng hàm VStack là nó sẽ không lấy cái header và lấy chỉ lấy cái, cái data thôi ha bạn muốn có cái header thì bạn copy đây đó đây đó rồi ok thì với định dạng table này nó cũng giúp chúng ta rất là là chủ động ở trong cái công việc là đưa dữ liệu vào đúng không cái table thì nó sẽ có thể mở rộng theo chiều dọc theo chiều ngang à, cái kích thước nó sẽ tự nở khi mà dữ liệu nó liền kề nó xuất hiện đó thì lúc đó thì cái mảng result của bạn ấy, nó cũng sẽ tự xuất hiện ví dụ nè à, mình đưa thêm đi đó bây giờ bạn theo à Center, cái là tự động nó thêm vào đây, được chưa? Đây thêm chỉ Z đi. À, là chỉ Z ở đây. Ok. Uh, combine dynamic range à, xem là dynamic range là như thế nào. Đầu đầu tiên là full list ở đây. Full list ở đây. Ở uh, thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng hàm unit uh, unit unique ở đây là chúng ta a uh, soccer winner là chúng ta lấy dữ liệu đơn nhất ở đây thì nó có bốn ông đây. À uh, tiếp tục là ở đây cũng hàm unit thì bây giờ khi mình đưa hai cái hàm unit này vào á thì uh, mình đưa hai cái vùng dữ liệu đó vào á thì chúng ta đang muốn là đưa vào cái dynamic array thì phải giải thích cho các bạn biết thế nào là dynamic array làm lại này unit unit của cái đoạn này enter à như vậy thì nó sẽ ra là Andrew Lucas Robert Jacob đúng không à, uh, và bạn thấy không? cái vùng này khi đưa cho chuột vào nó tô xanh xanh lên và nó thể hiện ra một cái array. Thì trong cái xe 365 đó, nó có cái tính năng là truy vấn đến cái array này nó gọi là dynamic array. Thì bằng cách là mình đưa cho chuột mình bằng cái ô này và mình thăng một cái. À có nghĩa là nó sẽ hiểu là mình đang đưa vào vùng dữ liệu này. Đó, ví dụ ở đây mình có đổi thêm mình bỏ um, Robert bằng Lucas đi. Đó, thì bạn sẽ thấy cái vùng này nó ngắn lại được chưa và tương ứng cho vùng này nó cũng ngắn lại luôn thì nó gọi là dynamic array là một cái vùng động một cái mảng động thì như vậy á mình thấy cái stack này đó là nó cũng tương tác được với mảng động luôn được chưa ok handle plan có nghĩa là chúng ta bỏ qua cái giá trị plan ví dụ như bình thường á mình tắt hai cái mảng này lại thì nó sẽ những cái plan này nó điền số không bây giờ thì mình muốn bỏ nó thì làm sao ha? À, thì thật ra đây nó cũng là cái trick thôi các bạn phải sử dụng hàm substitute để bạn loại bỏ số 0 này trở thành một cái khoảng rỗng à, đúng không? thì nó sẽ bỏ đi rất là dễ. À, bây giờ thế này à, remove empty row, à, bây giờ thì nó có cái row ở đây à, có những cái dòng nó trống này, thì bây giờ mình à, mình làm gì? À, mình làm gì với nó? đầu tiên á là ở đây người ta nói là not blank. có nghĩa là người ta muốn tạo ra một cái uh, vùng dữ liệu của Vstack uh, nhưng mà ở cái cột A đó uh, ở cái, cái 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 cột A thì mình sẽ không muốn lấy những cái ô có khoảng trống được chưa ví dụ sim blue uh, thì chỗ pin này nó bỏ nè đó vì ở đây là trống được chưa tiếp theo là ở đây là trống hoặc là top đây là trống được chưa nhưng mà ở đây là ren b rồi à, ren hai rồi đây ren một thì column A này thì mình sẽ dùng ở đây à, uh, mình làm bằng cách nào ha mình làm một cách nào thì mình nhìn vô đây ha trước hết là mình vô đây là nó sự kết hợp của hàm filter và hàm vstack ha thì đầu tiên á là mình sẽ xử lý khi mà nhìn một công thức á, cứ cho là phức tạp hay không phức tạp nhưng mà mình đều nhìn từ trong ra ngoài ha mình sẽ sử dụng ở bên trong trước trước hết là mình sẽ dùng vstack đi mình sẽ làm cái này từng tự cho bạn xem ha vstack rồi nói lại đúng không chúng ta nói mạng thứ nhất này là nó mảng thứ hai ok rồi khi mà chúng ta ra được một cái vùng dữ liệu này á thì chúng ta muốn là cái vùng dữ liệu à, cột a nó không có plan như vậy là mình sẽ loại bỏ này loại bỏ này đúng không ạ cột a trước hết đây là cột a là tạm gọi là a đây ta đang gọi là b thì mình sẽ không muốn những cái số không này ha mình không muốn xuất hiện những cái dòng có số không này được chưa rồi. thì nếu vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng một cái hàm filter filter cũng là hàm trong 365 ha yên tâm filter này có luôn trên tất cả phiên bản 365 enterprise hay là uh, insider đều có thì uh, nếu vậy chúng ta nhớ lại ở đây là gì thằng đã à, thằng ha là một cái mảng chúng ta mảng động này rồi include thì chúng ta muốn cái gì chúng ta muốn là không có cái số không đúng không không số không nhưng mà cái gì không có số không mới được chứ à, à, thật ra nó sẽ là một cái uh, nếu mà bình thường mình xài filter mình phải xài filter tiếp mình phải xài filter ở đây cũng của cái này luôn nhưng mà mình sẽ lấy ra cái cột đầu tiên cái này bạn nào mà có học filter rồi bạn sẽ hiểu cái chỗ này ha rồi thì đến đây là cái include nè mình xong mình xử lý xong một cái mảng đầu tiên nè thì mình sẽ là gì lớn hơn không thử nha để xem là nó có ra đúng hay không đó ra y chang đúng không ạ thì đây cái cách thứ nhất là sử dụng filter và khi mà chúng ta dùng filter như thế này là chúng ta phải có cái vùng phụ đúng không À, cái vùng phụ là bởi vì cái nãy mình đẩy ra nè thì bây giờ nếu mình không muốn cái vùng phụ đó là cái chỗ k5 nè đúng không k5 thăng nè bây giờ mình không muốn rất là dễ ha mình nhét cái hàm vô nha thì bây giờ đây là cách bạn viết một cái công thức thức phức tạp đúng không nhờ k5 không thích nữa bỏ vô nhớ nha phải bỏ vô đúng nha Rồi thử em tới nha đó y chang dạ đây là một cách giải quyết thì để xem cái bài này giải quyết như thế nào bài này giải quyết cũng tương tự các bạn ha à, thì bây giờ người ta có thể sử dụng là vi tắt đúng không đây nè bạn sẽ thấy là vi ha khác rỗng ha thực ra là mình dùng lớn không cũng được dùng khác rỗng cũng được các bạn ha và đây là gì a 2 a 17 và này là người ta lại truy vấn đến vùng a a 16 nghĩa là người ta sẽ tạo ra một cái bản sắt của cục a tắt của cột A mà thôi ha. Thì nó sẽ khác với cái phương thức mà mình làm ở đây. Mình vừa làm ở đây á là mình cố tình là mình đi luôn cột B. đúng chưa? Ở đây là mình đi luôn cột B nè. Đi luôn cột B nhưng mà mình lại filter lần nữa để mình lấy ra được là cái cột A thôi. Đấy. thì các bạn có thể làm hai hàm filter vô một hoặc là ở đây làm hai hàm Vstack ha. Ở đây là một cái bài ví dụ về Vstack nên các bạn xài nhiều Vstack tốt. À, rồi đây nếu và A và B not not blank có nghĩa là điều remove hết nghĩa là uh, A, A, O, B, not blank có nghĩa là A, not blank cũng được, hoặc B, not blank cũng được. À, thì chúng ta có thể sử dụng là cái đối số ở đây là có dấu cộng, thì cái này là bạn phải học hàm filter. Thì bạn học hàm filter bạn sẽ hiểu đây là một cái điều kiện O, là điều kiện hoặc, hoặc cái này, hoặc cái kia ha. À, các bạn chưa biết, các bạn có thể quay lại xem cái video clip về hàm filter để hiểu dấu cộng chỗ này. Rồi, còn cái này thì, và có nghe là dấu sao này thì xảy ra cả hai trường hợp đồng thời a và b mình đều không có sử dụng plăng hết là dễ là là chúng ta có thể sử dụng dấu sao ở đây rồi. cũng y gì coi một cái clip về hàm filter là bạn có thể làm được cái bài này à, tiếp theo là cầm combine unit record thì thấy chữ unit là biết là nhét cái hàm unit rồi đó à, đơn giản là nhét hàm unit vào trong này à, và ở đây là bạn à, làm gì add stack nè đây là sử dụng hàm stack ha. hàm stack thì có tiếp theo À, là unit ờ à, bạn sẽ thấy ở đây là nó có một cái đối số của unit là by column này chưa unit by column và bạn để true còn nếu bình thường á, bạn không có cái cái đối số này á, thì nó sẽ như thế nào mình có thể copy thử này ha mình kiểm tra này ví dụ bình thường để unit ở đây mình không có tru nha kết quả ra như thế nào kết quả ra như thế nào bạn à hai mười bốn hai mười hai sáu hai bảy ở đây nó có hai cái con 27 được chưa ở đây có hai con 27 mặc dù nó cũng là unit rồi đó nhưng mà tại sao nó lại uh, có hai con 27 ở đây là thật sự là tại vì nó đang unit theo dòng các bạn ha nó đang unit theo dòng chứ không phải là theo cột cho nên ở đây khi mà bạn điền vào đây á cái đối số là hàm unit nè array nè bytecode nè true là return in unit column này đúng không? còn phone là return in unit row cho nên bạn đang muốn là unit theo column nghĩa là nó sẽ không có trùng nhau bởi các cái cột này thì bạn sẽ phải điền true ở trong này đó lý do vì sao tại đây nó có đối số là true Dạ. Yeah. Combine sort à, thì đây dễ rồi bạn uh, combine lại sau đó bạn sort thì đây sort là bạn cũng thấy, sẽ thấy nó có một đối số ha. Mình kiểm tra đối số nữa đơn giản là sort index này là cột thứ nhất này. à, là stack là nó sẽ tạo ra một cái mảng hàng ngang được chưa trước hết là stack bên trong này là tạo ra một cái mảng hàng ngang tới đây nè tiếp theo là index index là gì à, có nghĩa là bạn chọn cái thứ tự để bạn sọt thì số 1 ở đây nó có thể là dòng có thể là cột mình tạm hiểu nó là một cái thứ tự trước đi đã tiếp theo là gì số 1 là sọt order order nếu mà bạn enter đây bạn sẽ thấy acidin có nghĩa là giảm dần đúng không acidin còn uh, acidin là tăng dần nhé acidin là tăng dần còn dicidin là giảm dần acidin là một mình hiểu nó là một nhưng mà uh, cái mảng này nó có dược chiều ngang và chiều dọc thì nó sẽ sọt theo chiều ngang hay chiều dọc Nghĩa đây là tru thì nó by column được chưa như vậy nó sẽ sọt theo column hay nghĩa là nó sẽ có thứ tự tăng dần cho nên bạn thấy là đây năm 2014, 2015, 2016, 17 đó lý do vì sao mình phải điền đối số vào tru vào đây. Còn nếu mình không có đối số tru này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ không sọt theo cột. Đó, nó sọt theo dòng ha à, để các bạn thấy không ạ à? đó nó sẽ đẩy cái 16 này lên trên à, à thì cái này không đúng ý của chúng ta đúng không chúng ta muốn ở đây nó là true là sọt theo cột đó à, easy à, rồi cuối cùng rồi các bạn combine with no error thì no error thì mình nhớ lại là mình thường đưa đối số gì vào trong này ha một hai ba gì đấy à, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy là người ta đưa một cái ví dụ khác là đầu tiên là người ta sẽ đưa vào đây một cái stack người ta combine hai cái mảng này lại ha và sau khi combine hai mang này lại người ta sử dụng luôn hàm if luôn. Hàm if và if ở đây là if mảng ha. Có nghĩa là uh, 365 nó cho phép là nhận luôn hàm mảng, uh, nhận luôn một cái mảng ở bên trong hàm if luôn. Nếu như trong cái mảng này nó có tồn tại một cái gì đó là bằng rỗng, được chưa? Thì thay bằng bằng rỗng, còn nếu không phải thì thay bằng chính nó ha. Như vậy thì uh, ở đây là cái gì? Uh, default là nó sẽ là có 0000 ở đây. Còn nếu mà bạn chỉnh rồi thì bạn thay nó bằng rỗng thì số 0 nó thành số rỗng này các bạn. Được chưa? À, ví dụ như đây là. À, nếu nào nó có rỗng mình sẽ thay bằng not found ví dụ vậy. Thử xem. Đó thì nó ra gì? Đó là not found. Được chưa? Thì tùy mọi người thôi. À, rồi cảm ơn mọi người. Hẹn gặp mọi người ở một video clip khác.